Bạn đang lục tung cả chợ, lật tung cả siêu thị nhưng không biết nơi nào bán ạt trắng thông tin, uy tín và bảo hành trọn đời. Bạn đang muốn thử vận may của mình bằng cách quay những vòng quay trúng quân quy. Vậy thì đến ngay với shop trongzip.vn, nơi mà chỉ cần 20k chúng ta sẽ có cơ hội nhận được 999 quân quy nha. Đối thủ của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay đó chính là Gia Ta, một trong những vị tướng ở giai đoạn đầu game chỉ cần một combo là nó sốc ram cực kỳ mạnh luôn. Vì thế dài mà mình chọn lên đó chính là dài kiên cường để cộng được giáp phép. Hello, xin chào mọi người nha. Và mình xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái central này của mình nha. Này các bạn, thì hôm nay gặp bạn có hỏi mình là anh ơi anh đổi cái mic hả? Thì mình xin trả lời là mình đổi mic các bạn. Cái mic mỗi khi mình làm clip cho các bạn xem với là mình để ở nhà rồi. Còn cái mic như thế này mình đang làm, mình đang nói chuyện các bạn nghe là mình đang dùng cái mic ở ngoài quán net đó các bạn. Mình đi net mình làm clip. Đấy, mình quay clip dưới đây ra, mình chiếu lên cái màn hình các bạn và mình quay lại trên cái màn hình máy tính luôn để lấy cái chất lượng 4K thiệt là xịn luôn á. Để cho các bạn xem, tại vì dạo này á, nhà bạn đó là anh đây anh, coi clip của anh toàn chỉnh cái chất lượng 4K không à, coi rất là phê luôn. Nó trời ơi, phục vụ các bạn tận tình luôn nha. Mỗi một lần đi net là mất 5.000 các bạn đó. Đôi khi trong quán net mà kiểu đông người á thì mình không có dám mình nói chuyện lớn các bạn, nói chuyện lớn sợ người ta chửi. Còn đôi khi mà kiểu bà chủ quán net bả mà ế á các bạn đó thì mấy lúc đó là mình bao quán net mình la sùm cho các bạn nghe luôn. Này các bạn ơi, và nếu như các bạn coi clip của mình các bạn thấy hay nè, thấy những cái clip của mình, những cái chia sẻ của mình đó phục vụ cho tất cả các bạn và giúp cho các bạn có thể leo rank dễ dàng, leo rank hiệu quả hơn sau khi xem xong những clip của mình á, thì các bạn đừng quên ủng hộ cho clip của mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó nha các bạn, để các bạn tiếp thêm động lực cho mình. Đấy rồi, các bạn mà like càng nhiều là mình sẽ có động lực mình đi net càng nhiều các bạn. Và đạt nói cái con mắm tèo ở đất nó bắn mình chết luôn rồi, thiệt là tình luôn, buộc dễ sợ vậy. Này các bạn ơi, và nếu như có thể các bạn share clip á, các bạn coi clip thấy hay nè, các bạn share clip, các bạn giới thiệu clip cho bạn bè cũng như là người thân đồng nghiệp của các bạn, người ta xem được với các bạn, biết đâu bạn của các bạn người ta coi, người ta thấy clip của mình hay quá rồi sao các bạn đó, và tới lúc đó mình sẽ có cực kỳ nhiều động lực mình làm clip cho các bạn xem luôn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Deadtra đang ở dưới, hai người trong team bên kia thì đang đập cho bạn điểm số. Đây, và những tình huống như thế này thì mình sẽ ưu tiên di chuyển lên khu vực đen rồng, mình dành cho đồng đội lên rồng đi ha. Theodat lên quá cao, Toro thì lúc nãy mình dịch thấy sai ở tận khu vực này lận, tình huống này đánh Theodat trước cho mình ha. Những trường hợp như thế này khi đánh rác thì tránh tình trạng các bạn dồn combo quá bừa bãi nha. Nếu như dồn bừa bãi thì mình sẽ đẩy Theodat dăng về trụ của đó đó. Trong trường hợp đây, tạm thời đi bộ ra trước mặt của Theodat, góc đẹp đẹp thì mình sẽ insert Theodat về cho team. Toro đang ở trong lùm, trong trường hợp này không được ủi về hướng này nha, hãy ủi về hướng này đi, nếu như thế thì chúng ta sẽ vừa ủi được theo đát, vừa ủi được luôn cả Toro. Giỡn mặt chí chế hả, ủi về nè, rồi anh em làm việc đi, ít sẹt về quá đẹp pha này luôn rồi đó, lụp luôn nè, để tôi luôn cho, trời ơi, công sức tôi ít sẹt thì để tôi ăn cho, thiệt tình luôn, đồng đội mình dễ thương, dễ sợ. Mình thấy đất cha đang ở sau lưng. Đây, và những trường hợp này khi chơi rát á, hết combo thì các bạn cứ việc đứng bên ngoài đấm cấu rỉa cho mình đi ha. Deadtra bật chiêu cuối rồi, tình huống này dừng đánh lại ngay lập tức nha. Tại sao ạ? Khả năng chiêu cuối của Deadtra đó chính là việc chuyển sát thương thành lượng HP đó. Càng đánh thì Deadtra nó sẽ càng hồi đầy máu, tình huống này tạm thời dừng đánh, mình hết thấy sai của gia ta rồi. Rồi không được đánh nha, chờ đó hết chiêu cuối mà chạy vô bịch dồn, hết chiêu cuối nè, tiễn về nhà. Đó, đã không? Từ da da ta gớt xuống, đợi gớt xuống cái về nhà chung với con kia nè. Ó mà con quỷ AD nó ăn hết trơn rồi. Trời ơi, thiệt chứ quỷ đồng đội này. Thế nhưng mà các bạn thấy không, rõ ràng là sau khi xem xong cái diễn biến tình huống này là chúng ta tự tin đối đầu với Deadtra rồi đúng chưa nè. Biết được điểm yếu của đó, sau khi xem xong clip này và sau khi xem xong cái đoạn tình huống đó, mình tin chắc chắn luôn. Và mình thực sự mình tin rằng luôn, đấy, các bạn sẽ có thể làm được điều này. Nó không có quá khó như các bạn nghĩ đâu nha. Và mình chúc các bạn sẽ khi rơi vô những cái tình huống đối đầu với Deadtra này, các bạn sẽ biết cách các bạn xử lý ha. Đến với StrongZ, mình sẽ chia sẻ các bạn tận tình luôn. Và hãy nhớ, đừng tua clip dù chỉ là một giây. Team bên kia kéo qua quá đông và team của chúng ta hầu như đã lên bảng điểm số gần hết rồi. Đây là một trận đấu mình đang đánh ở khung rank 8x. Mình đang cầm ạt này rank 4x và đang kẹp với hai bạn rank 8x ha. Phải cực kỳ cẩn thận trong pha đầy, tạm thời lui về nhẹ tí xíu. Murat đã bị tắc kè tiễn ra nhà rồi, điểm hạ gục bá đạo dành cho tắc kè. Trong trường hợp này mình chỉ thấy đường sai của Theodat và Toro mà thôi. Tạm thời di chuyển về hướng này để giữ an toàn. Bởi người ta hãm hiếp, ủa lộn, hãm hại
chạy. Trời ơi, trong những trường hợp này chứ, chúng ta phải giả bộ chạy, giả bộ lủi về, nhưng mình sẽ quay ngược lại vô lùm để làm chi? Trong tình huống này, lượng báo của Theo đã quá thấp rồi. Cách bạn ấy sơ hở là hãy sử dụng chiêu 2 tốc biến để tạo sự bất ngờ và outplay. Mày giỡn mặt khá bởi. Ôi trời ơi. Thôi coi như anh em chưa thấy gì chứ. Cái này là lắc wifi. Ở đây lắc quá nên nó vậy á, chứ tôi xài 3G quên. Trời ơi thiệt tình. Đây nhà tài nó phá mít nè. Đây. Núp im ở đây cho mình. Địch bất động, ta bất động. À, hôm qua như vậy nè, bằng nãy từ nãy mấy mày thấy ngựa mày gọi con chim cánh cột. Mày giỡn mặt hả mày? Trời ơi, quá đã liền. Ao lây liền, ông nội gia ta không bất ngờ mới sợ. Đây thôi, phải để hết máu mình biến về chứ. Này này, xem con mẻ gia ta này, đây. Quẹ cái quần chài. Trời ơi, đã không các bạn ơi. Con rách này nha, đầu game mình còn gác gác, mình còn sợ sợ con gia ta. Mình lên dài kia cường, mình gác gán nó tí xíu, rén nó tí xíu thôi. Chứ còn tập này có đồ mình sốc nó cực kỳ mạnh luôn á. Và build đồ của rách trong trận đấu hôm nay. Gì đó? Hay á, trời đất ơi, mẹ khen hay á kìa các bạn. Nó chặt bao nhiêu lần rồi chơi game được có khen mà. Biết khen như vậy là người ta phái lắm không? Thiệt tình vậy á. Này các bạn ơi, build đồ của Red trong trận đấu hôm nay thì mình có để trên màn hình cho các bạn tham khảo build đồ đây. Các bạn có thể build và đánh thử ha. Và mình nói thiệt luôn, nếu như các bạn coi clip của mình nè, trời ơi, các bạn thấy hay là những cái gì mà mình chia sẻ trong clip của bạn, các bạn xem á, là mình chia sẻ tận tình luôn á. Những cái trận đánh như này nè là toàn những cái trận mình cày thuê. Mình đi team cày thuê, mình tập hợp lại với nhau, mình cày thuê và mình chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái công thức cày thuê của mình đã. Những cái diễn biến tình huống mà thường xuyên mình gặp phải và mình rất hy vọng luôn. Sau khi xem xong những clip của mình, các bạn sẽ áp dụng vào ranh và các bạn liều ranh dễ dàng hơn các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn nha. Đây bên kia nó chết bốn rồi. Thôi tập này chắc đập trụ win luôn quá các bạn ơi. Đây, mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Vì hồi nãy tới giờ các bạn đã bỏ thời gian cũng như là các bạn đã bỏ công sức quý báu của các bạn ra để các bạn xem clip ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm luôn. Và mình chúc tất cả các bạn đã sau khi xem xong clip hôm nay của mình, các bạn sẽ áp dụng vào ranh, leo ranh thành công, hiệu quả cũng như là dễ dàng hơn với vị tướng Rat và với những mẹo chơi mình đem tới cho các bạn trong clip ngày hôm nay nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và mình chúc các bạn có một ngày tốt lành và leo ranh tốt hơn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video ngày mai. Ok, bye bye.